Ngọc Diệu kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và Xã hội với Nguyễn Ngọc Diệu và tổ hợp luật sư Đỗ Phủ Anh Tuấn. Ngọc Diệu kính chào luật sư Đỗ Phủ và luật sư Anh Tuấn. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Chào Ngọc Diệu, chào luật sư Anh Tuấn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị đang xem đài truyền hình SBTN. Không biết là hôm nay quý vị có để ý ba anh em chúng tôi bận bộ đồ nó cũng rất là hay, cái màu luật sư Đỗ Phủ màu đậm. Rồi luật sư Anh Tuấn thì bận màu lam, còn Ngọc Diệu thì bận màu hồng nhạt. Thì ba màu này phối lại đẹp hả luật sư? Bữa nay mình ráng mình combine lại màu mè hoa lá cành cho nó đẹp. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị vấn đề bầu cử. Bầu cử là một trong những vấn đề mà nóng bỏng hiện nay. Ngọc Diệu mời luật sư Đỗ Phủ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày cùng quý vị một cái đề tài mà tôi nghĩ là chúng ta là người dân Hoa Kỳ, chúng ta phải hiểu. Ít người hiểu lắm nha. Là hệ thống bầu cử chi đoàn. Và hệ thống bầu cử chi đoàn chỉ áp dụng cho bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Còn tất cả những cái bầu khác thì chúng ta đều hiểu rồi. Đa số thắng thiểu số, Ngọc Diệu thấy không? Dương Thanh Tánh dễ hiểu không? Vậy. Nhưng mà tại sao nước Mỹ lại có cái hệ thống bầu theo cử chi đoàn? Và cái lợi và cái hại của hệ thống cử chi đoàn. Tại sao những người founding member của cái hiến pháp Hoa Kỳ, tức là những người mà quý vị lập hiến Hoa Kỳ đó, tại sao họ bầu cái gì cũng là đa số hết? Nhưng mà tại sao tới cái tổng thống họ lại làm cử tri đoàn? Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày cho quý vị biết là bầu cử tri đoàn là gì, và mình hãy giải thích một cách rõ ràng hơn để chúng ta hiểu khi mà chúng ta đi bầu, chúng ta biết chúng ta bầu cho cái gì. Cũng rất là nhiều người chúng ta ngay rất là ít người mà hiểu vấn đề cử tri đoàn là cái gì, mà tại sao lại phải bầu cho đúng cử rồi. Tri đoàn? Tại vì một trong những cái thông thường đó, mà khi mà chúng ta bỏ lá phiếu đó, mà ví dụ như trong cái kỳ bầu cử này giữa ông Donald Trump và bà Harris, khi mà quý vị bỏ lá phiếu cho bà Harris không có nghĩa là quý vị bầu cho bà Harris, mà quý vị bầu cho một người cử tri đoàn. Đây là trên bản giải thích, hoặc là một đống cử tri đoàn. Đúng rồi. Thường thường nhiều chúng ta thấy một bầu cử đó thì mình cứ hay thấy các tin tức báo chí hay cứ tập trung vô tại sao năm này là tiểu bang này nó swing, tiểu bang này quyết định, nhiều lúc mình mù mờ mình cũng không hiểu. Rồi mình thấy TV nó chỉ focus vào những tiểu bang đó, hoặc là các vị tổng thống hay là ứng cử viên cũng đi vận động chính những tiểu bang đó là sôi nổi. Nói chung là những cái mà định mệnh quyết định đó, tại vì họ giành nhau từng cái phiếu cử tri một, tại vì cái đó là quyết định là ai là tổng thống. Thì theo cái này nó có gì mơ hồ cả, nó có định nghĩa trong hiến pháp Hoa Kỳ, trong cái Article 2 và Section 1 đó, và cũng như chính án số 12 là từ xưa rồi. Và nó cái hệ thống mà cử tri đoàn này được thiết lập thập ra thì nó phân chia theo cái gọi là thống kê dân số và trong cái vùng đó. Thì chẳng như là chúng ta thấy thượng viện có 100 thượng nghị sĩ và mấy trăm gọi là 430. Dân biểu, và đặc biệt như vùng mà kiểu như là trung ương, cái vùng mà gọi là district DC đó, thì được thêm ba người cử tri viên phải không? Cử tri viên đúng rồi. Cử tri viên, vâng. Thì tổng cộng chúng ta có khoảng chừng hiện tại khoảng 538. Đúng rồi. Con số đó là mình lấy con số của 100 thượng nghị sĩ cộng với lại con số của tất cả mọi dân biểu, nó ra con số cộng của... thêm ba đúng rồi, ba người từ bên DC. Thì chúng ta sẽ con số của cử tri đoàn, tức là 100 người thượng nghị sĩ và cộng thêm 430 mấy người, 38 người, mình tính và ba người tỷ số đó. Nếu mà lấy trên 50% nó đa số đó thì chẳng cần là mình phải như tính thế, bài tính là khoảng chừng 270 cử tri đoàn mới thắng được. Mới thế thắng được làm tổng thống. Thành ra cái đó là cái quyết định. Nó trở lại cái chuyện này là thế thì tại sao lại chúng ta lại có cử tri đoàn? Sao không bầu thẳng tổng thống đi? Cái câu hỏi ra đặt như vậy. Đúng ra mỗi người là mỗi một vote. Dường như tôi, Ngọc Diệu với luật sư Anh Tuấn, mình quyết định người nào đó làm tổng thống, thì tại sao mấy cái người mà họ xác định ra họ lập hiến, tại sao không để bầu cái đa số đi? Mà phải tại sao phải qua cái hệ thống cử tri đoàn này? Cử tri đoàn là tiểu bang California chẳng hạn, như vậy họ có 55 cử tri đoàn. Ông luật sư Anh Tuấn hiện giờ là 55 phải không? Năm là tiểu bang mà có đông cử tri đoàn. Theo thống kê cho thấy là tiểu bang đứng đầu về cử tri đoàn đó. Con số của cử tri đoàn là tiểu bang Cali là 55. 55 và... Nhưng bây giờ còn có 54 bị mất đi một người. Và tiểu bang thứ nhì là Texas. Texas là 40 cử tri đoàn. Và tiểu bang thứ ba là Florida. Florida là 30 cử tri đoàn. Vâng, nói chung là những cái này là tiểu bang mà ai nắm được những cái tiểu bang là nói chung là luôn luôn là ngon lành rồi, tức là ngon cơm. Đúng rồi. Tức là đông nhưng mà nếu mà nói như vậy thì những cái phiếu bầu của người dân thì sao? Mình bầu đó, mình tưởng là mình bầu cho cái tổng thống chứ không phải đâu nha. Thật sự á là tại vì hệ thống cử tri đoàn. Tại vì mình bầu xong một đợt rồi đó, các cử tri đoàn của tiểu bang đó họ mới ngồi lại họ bầu người nào làm tổng thống nha.
chứ không phải là mình. Tôi nói ví dụ như từ bang California đi, 55 cử tri đoàn, khi mà chúng ta nói chúng ta bầu cho bà Harris chẳng hạn như vậy thì có đâu nghĩa là mình bầu cho bà Harris. Tức là nhiều tiểu bang khi mà win the take all, đúng rồi, tức là họ chẳng như tiểu bang có đó có 10 cử tri đoàn đi, thì khi mà họ thắng được cái ở đó cái số đa số đó thì những người đó họ sẽ đi, họ cử được đại diện, đúng rồi, họ được cử đại diện cử tri đoàn của cái đảng đó. Ví dụ như là khi mà bầu ở tiểu bang California, tôi nói ví dụ 55 phiếu cử tri đoàn, nếu mà đa số họ bầu cho ứng cử viên Harris 54 đi, thì 54 người cử tri đoàn đó của cái đảng nào mà thắng đó là sẽ lên, chứ không phải là họ bỏ phiếu cho bà, không phải là mình bỏ phiếu thẳng cho nhưng mà tổng thống thường nha. Những người bầu cho bà Harris là những người Democrat. Bây giờ vấn đề là phải đa số cái đã, đa số của tiểu bang đó họ thắng ở tiểu bang đó trước rồi đã. Khoan nói Democrat Republican, đa số có thắng ở tiểu bang Cali hay không đã, tại vì tiểu bang California là một trong những cái tiểu bang mà nó gọi là người thắng hết 55 cử tri đoàn, không có chia. Ví dụ như 40% là Cộng hòa, 60% là người ta bầu cho đảng Dân chủ. Nhưng mà họ không chia theo tỷ lệ 64, người thắng lấy hết hơn một phiếu thôi, lấy hết 55 phiếu cử tri đoàn chứ không có chia ra tỷ lệ. Thế cũng có những tiểu bang họ tính theo khác. Và có tiểu bang tính theo tỷ lệ. À, thế thì bây giờ mình mới đặt lại là tại sao mình lại có cái hệ thống này. Mà mấy ông founding father đó, ông lại lợn quẩn sao ông tính theo hệ thống này. Tại vì bây giờ, ví dụ như là có những một số tiểu bang nó đâm ra cái chuyện là một số tiểu bang chẳng hạn như là họ lúc nào cũng thắng phía bên Dân chủ, một tiểu bang lúc nào cũng thắng phía bên Cộng hòa. Thế thì các vị mà họ đi tranh cử đó, tổng thống ứng cử viên đó, họ không thèm đến với tiểu bang, họ biết họ thắng rồi, mặc dù tiểu bang đó nó kinh tế chẳng như hạn. Ông Trump là Texas là biết là mình thắng rồi, không cần phải tập trung nhiều. Đúng, và chúng ta phải nhớ là dân ở Mỹ đó, một trong những tiểu bang mà đông dân nhất đó là tiểu bang California. Và nếu mà tại sao các quý vị đi tranh cử lại không để tiếng nói của đa số chúng tôi? Tại vì chúng tôi là đông người nhất, đúng không? Phải để ý chúng tôi nhất, mà quý vị đi những cái tiểu bang nhỏ nhỏ, Wisconsin, quý vị đi North Carolina, quý vị đi Nevada, quý vị đi những cái tiểu bang Michigan, những cái tiểu bang nhỏ chúng tôi. Quý vị vận động tranh cử ở đó mà sao chúng tôi coi không ra gì hết vậy? Tại vì cái hệ thống cử tri đoàn, mình thắng cái số nhỏ ở tiểu bang đó, nó làm thay đổi cục diện được. Cái đó là tôi nghĩ là cái bất lợi và cái nó không nói lên cái tiếng nói của đại diện cho người đa số. Nhưng mà những cái người mà như là founder đó thì họ có lý do họ mới làm, họ không có lý do thì họ sẽ không có làm cái chuyện mà nó bất công như vậy. Cái lý do là sự yên tĩnh nghĩ như thế nào, cái lý do là sự yên tĩnh nghĩ như sao mấy ông founding father ông làm như thế này. Tôi nghĩ đó là thật sự trong lịch sử họ muốn là như vậy, tại vì nếu mình coi lại lúc mà ở bên Philadelphia với lại lúc mà thành lập cái hiến pháp đó, họ ngồi cãi nhau dữ lắm. Họ bị cái vậy là có một số tiểu bang rất là nhỏ, chẳng hạn như cái tiểu bang Maine nó nhỏ bé tí à, nó bảo là mấy ông mà bên Maine họ bảo là không, quý vị bầu cử quý vị phải để ý tới tôi, quý vị mà không để ý tới tôi á không được, chứ quý vị không có đi mấy tiểu bang kia không à. Tiểu bang tôi nhỏ 2 phiếu nhưng mà cũng là 2 phiếu lận, nếu mà tính ra tỷ lệ dân số ra đó thì được có chấm mấy phiếu à, nhưng mà chúng tôi cần 2 phiếu để khi mà quý vị đi tranh cử đó, quý vị phải để ý tới quyền lợi của những người thiểu số là những cái tiểu bang bé tí tèo teo đó. Đó là lý do tại sao mà những cái bang tiểu bang nhỏ đó là họ lại đi. Nhưng mà đâu có cần cử tri, những cái người dân ở tiểu bang nhỏ đó họ cũng có thể vote cho họ được mà. Không, họ vote cho cái bên đảng nào thắng thì nó lại là cái chính sách của tổng thống á, là phải theo những cái tiểu bang nhỏ đó. Ngọc Diệu theo, họ không cần phải đi theo đa số của tiểu bang lớn. Về dân số họ đó, phải combine lại nếu chứ. Nếu nói về dân số thì những cái dân biểu từ tiểu bang đó rất là ít. Đúng rồi, họ ít dân lắm. Ít dân. Nhưng mà tại sao quyền lại lớn thế? Cũng như tại vì sao những tiểu bang nào nó bù lại cái hệ thống chúng thấy như dân biểu và thượng nghị sĩ vậy. Nó cho đồng đều tất cả tiểu bang lớn nhỏ không cần biết. Hai người thượng nghị sĩ. Thành ra cái đó nó cũng dung hòa lại những cái mà những tiểu bang tuy là nhỏ bé nhưng mà vẫn có được tiếng nói. Đúng rồi. Bởi vậy chúng ta phải nhớ lại đó, tên của nước Mỹ đó là United States of America. Chúng ta là United là những tiểu bang đồng nhất lại, lập quyền ra, lại với nhau. Tức là nó là một liên danh của nhiều tiểu bang. Và chúng tôi là 50 nước độc lập. Và bởi vậy mỗi một nước độc lập nó có 2 thượng nghị sĩ trong đó. Nhỏ bé tí bằng cái lỗ mũi đi cũng có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên bầu cử nó đâm ra cái chuyện là khi mà anh lớn nói chuyện đó, không có dành về cái phía đông dân của mình được, mà phải để ý tới anh bé. Là những cái tiểu bang bé téo tèo tèo đó cũng phải để ý nữa. Nó unfair là sự tính thấy không? Tại sao mà số đông mình là không muốn mà sao nguyện vọng mà đi theo mấy người bé tí vậy? Ở những cái tiểu bang bé tí đó. Vậy thì cái người founder họ cũng có cái lý do đó.
và họ 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 phải chắc chắn rằng tất cả những cái tiểu bang đều có cái sự mà ủng hộ hoặc là sự dòm ngó của cái người tổng thống. Đó là lý do mà tại sao mà quý vị mà lập quốc đó, họ họ họp lâu lắm về chuyện này. Họ bầu tất cả mọi thứ khác đó thì họ cho về vấn đề gọi là bầu theo đa số. Nhưng mà riêng tổng thống, họ muốn người tổng thống đại diện cho 50 nước đó, cho nên mỗi nước đều có tiếng nói, cho nên họ mới làm hệ thống đó. Thì nó đi lại ngược lại cái nguyện vọng của người dân đó, theo như hệ thống mà mình bầu cử đó. Thì tôi thấy nó đi ngược lại cái chuyện là one man one vote đó, mà mình nói là mỗi một người là một vote đó, thì nó vi phạm cái đó. Tại vì ví dụ như nước Mỹ có 300 triệu dân đi, đa số 300 triệu dân nó trên 51% muốn bầu vị tổng thống này. Nó đẻ ra cái chuyện là cử tri đoàn đó, thì một người thắng. Nhưng mà số đa số popular vote, tức là theo phổ thiếu đầu thông á, tức là đa số nguyện vọng đa số đó, thì người tổng thống lại thua. Thế thì có phải anh đại diện cho nguyện vọng của chung nước Mỹ không? Hay là anh đại diện cho một cái thể thiểu số nào đó, của một tiểu bang thiểu số nào đó? Cái đó là cái trở ngại của cái hệ thống Electoral College, cử tri đoàn. Tôi thấy nó nằm ở đó. Rồi xin Tuấn nghĩ chúng ta nên đổi không? Nó đã có những lý do này, đã cha ông mình người xưa đã cãi nhau lắm rồi, và nó cũng không hề thay đổi gì trong mấy trăm năm qua. Đúng. Chỉ có chăng là thay đổi cái con số để tỷ lệ như thay đổi được, với điều kiện là có 2/3 dân số đổi, 2/3 gọi là quốc hội thay đổi đó, họ đổi cái cách bầu cử lại được, họ quyền đổi. Cái vấn đề là tôi nghĩ là tới cái thời bây giờ mình nói lý luận nha, cái này là cách đây 300 năm trước là lập quốc Hoa Kỳ. Chúng ta chưa có truyền thông, chưa có internet, chưa có social media, chưa có mọi tin tức. Bây giờ tin tức đã rõ lắm rồi, mỗi lần có chuyện là có tin tức hết rồi. Thế thì chúng ta cần theo cái phương thức của cử tri đoàn không? Hay là mình mỗi người là một cái vote? Vâng, chúng ta sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại đã bắt chuyện cho đài. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng SBTN. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và Xã hội cùng với Nguyễn Ngọc Diệu và tổ hợp luật sư Đỗ Phủ Anh Tuấn. Bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị vấn đề bầu cử của năm 2024 này. Thì luật sư Anh Tuấn và luật sư Đỗ Phủ có nên tranh cãi vấn đề này nữa không? Chắc chúng ta tạm dừng trong phần được rồi. Chúng ta sẽ vào một cái đề tài chúng ta nói chính đến hôm nay. Về tất cả những trong cái chuyện mà những chuyên gia mà như chúng tôi, những cái hồ sơ tố tụng chúng tôi xài, từ tất cả những vụ án hình sự cho tới những tố tụng về thương tích cá nhân v.v. Nhưng mà trước khi vào chương trình của phần 2 này, chúng tôi cũng vừa nhận được tin là anh Hà Văn Tải ở tiểu bang Massachusetts là cũng một cộng sự viên hợp tác với đài truyền hình SBTN mấy hai mấy năm, vừa qua đời. Và chúng tôi cũng rất buồn khi nhận được cái tin này. Và chúng tôi thành kính chia buồn đến chị và cũng như gia đình Tang Quyến. Vâng, xin chúng tôi thành thật chia buồn cùng Tang Quyến. Trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó. Sau khi mình nói về cử tri đoàn này, mình nghĩ là phải có dịp khác mình sẽ nói thêm về cái này nữa. Và chúng nó có cái pro and con đó, như là tôi với luật sư Tuấn vừa mới bàn xong đó. Nhưng mà một cái chuyện mà không kém quan trọng là vấn đề chuyên môn ở trong một cái chuyện, một cái hồ sơ. Mà quý vị phải hiểu là khi quý vị bị một cái tai nạn xe hơi đó, chuyện thông thường nhất là những cái tai nạn xe cộ mà chúng ta bị đó, lúc nào chúng ta xài người chuyên môn. Mà mình xài người chuyên môn như thế nào, ở giai đoạn nào, đặc biệt là những cái hồ sơ mà bị thương tích rất nặng nhưng mà cái xe nó đục, không ai có đủ bằng chứng về vấn đề mà khẳng định được bên nào lỗi, bên nào phải, thì lúc đó chúng ta phải cần tới ai? Tức là chuyên gia chuyên môn đó, hay chúng tôi còn gọi là expert. Nhưng mà mỗi lần mướn cái người expert rất là tốn tiền. Bây giờ khoa nói chuyện tốn tiền á. Chuyện đầu tiên là chúng ta phải phân tích là lúc nào chúng ta cần cái người chuyên gia. Tại văn phòng chúng tôi xài cái vấn đề chuyên gia rất là nhiều. Chẳng hạn như một cái hồ sơ đụng xe, rồi cái chuyện lỗi phải đó, mình có cái xe, những cái xe mà hay xảy ra đó là hai xe đều đi vào một lane, chẳng hạn như vậy, merge vô một lane, ở chỗ này merge vô chỗ kia, thì tai nạn không có video nhá. Rồi chúng ta chỉ có cái người bên mình kể là tôi đang đi thẳng, xe bên trái nó cấn qua lên tôi và nó đụng qua lên tôi, xe tôi bị văng đi đó.
thì những cái chuyện như vậy không ai thấy hết, tức là chúng ta chỉ có hai chiếc xe, không ai ở lại làm nhân chứng. Những cái video thì lại ngay khúc đường nó lại không có, và xe thì lại không có luôn cả video. Thì thế thì làm sao mình chứng minh được cái chuyện ai lỗi ai phải? Tại vì phải có lỗi, hoặc là bên kia phải là người có lỗi, họ mới đền cho phía bên mình. Thì những cái trường hợp này là chắc chắn là chúng ta phải cần tới những người chuyên gia. Tại vì bây giờ chuyên gia họ giải thích cái gì? Và những người chuyên gia đó là ai? Tức là trong cái khâu chúng tôi nói sơ qua đi, một cái khâu như chẳng chúng ta nói là một cái hồ sơ đơn giản như luật sư vừa nói, một hồ sơ về thương tích cá nhân. Ngay khúc đầu tiên mình nói về để tranh cãi vấn đề lỗi phải thì mình nói về mình cần tới chuyên gia, nói về chuyên gia về nói chung về động lực để nói lên cái đường đi, hoặc là chuyên gia về đôi lúc hiện tại như thời đại của chúng ta xài, thậm chí xài navigation, xài camera, xài phone, thì có những chuyên gia vào họ có thể định vị được chiếc xe, lúc xe nào thời điểm đó được di chuyển từ đâu tới đâu vân vân, thì đó là một chuyên gia. Rồi khi ra tòa có thể có chuyên gia về khi mà người bên kia họ tranh cãi về vấn đề thương tích thì có chuyên gia về y tế, tức là người chuyên gia để xác định là cái sự va chạm nó thương tích như thế nào và ảnh hưởng đến cái tại sao cái lực đụng như vậy nó làm cho đau những cái chỗ này chỗ kia vân vân. Rồi cũng có thể tranh cãi về cái thiệt hại có thể về kinh tế, thì có thể muốn có chuyên gia về kinh tế, hoặc là những người này cần những cái chi phí trong tương lai, hoặc có chuyên gia về để tính ngược lại thời gian là trong thời gian quá trình như vậy người này sẽ cần sử dụng bao nhiêu. Hoặc có nhiều hồ sơ chúng tôi đó người thành bị vì do cái thương tích có thể bị triệt sản hoặc không còn khả năng sinh sản, thì kể cả cái chuyện mà có chuyên gia về cái vấn đề là sinh sản, phải không luật sư Phúng? Đúng rồi. Nói chung là nhiều chuyên gia, mình có thể nghĩ tới chuyện lĩnh vực nào cũng có thể xài tới chuyên gia. Những cái chuyện mà chuyên gia phải xài nó chẳng hạn như bây giờ ví dụ những hồ sơ một người đi bộ, chạy bộ buổi sáng rồi bị xe hơi đụng, họ chạy qua một cái khu nào đó bị xe hơi đụng, thì bây giờ cái này không phải là vấn đề mà là xe hơi nữa, mà người đi bộ bị xe hơi đụng, xe hơi bảo là người đó chạy bộ chạy ẩu băng qua đường ẩu, chạy ra đường chạy qua, nhưng mà luật sư Anh Tuấn thấy không, thời đổi buổi này chúng ta có cái đồng hồ nhá, đi Apple Watch là Apple Watch, những cái hoặc watch là Samsung Watch, Smart Watch. Nếu mà người đó chạy bộ buổi sáng, chúng ta phải hỏi thêm câu hỏi nữa là có mang cái Smart Watch hay không. Nếu mà họ mang Smart Watch á, thì cái người nào sẽ định vị được cái position của người chạy bộ đó trước khi cái tai nạn nó xảy ra, là tại vì cái định vị đó định được là chúng ta phải muốn chuyên gia sẽ coi trong cái hồ sơ của đồng hồ và coi trong cái đồng hồ của mình là cái định vị của người đó lúc trước khi bị đụng bị văng đi cỡ nào thì định vị được. Và có nhiều cái đồng hồ chúng ta thấy đó, nó đo được cái sự té của mình bị rớt từ bao nhiêu xuống, hoặc là dao động như nào, nhịp tim mình, tất cả những đó những người chuyên gia họ dính vào, họ có thể lấy những cái được record đó và họ sẽ giải thích những cái chuyện đó, cũng như là họ có thể biết được là người theo cái sự tracking cái đồng hồ hoặc là cái app chúng ta xài đó, nếu chúng ta biết cách dựng nó và lấy lại được đó, họ nhờ những chuyên gia đó làm thì họ có thể track được là cái signal gửi về cái tower, cái cell tower nào, cái cục trụ anten nào, và từ đó họ có thể định vị được mình chạy trong khoảng cách phạm vi nào, hoặc ngược lại bên kia cũng như những hồ sơ hình sự chúng tôi cũng xài những chuyên gia tương tự như vậy để nói rằng mình không có mặt ở khu vực lúc đó, hoặc là mình đứng phía bên kia của cái tower. Nếu mà chiếu theo những cái thao, cái tín hiệu của cái phone nó gọi về, cái thao nó nói rằng cái anh này là ở ngoài cái phạm vi, ngoài cái khoảng cách đó, hoặc là của hướng một cái thao khác bên kia. Thành những cái đó cần tới chuyên gia. Thành ra những cái đó rất là quan trọng vô cùng. Thành ra những cái thời buổi này, đặc biệt những chuyên gia về kỹ thuật, nó cũng rất là quan trọng. Một trong những cái chuyên gia mà chúng ta hay xài nhất đó, là về vấn đề mà như hồi nãy tôi vừa mới trình bày đó, là hai cái xe nó vô một cái lên đó. Đúng một cái lên thì trong... không phải trường hợp là muốn chuyên gia thì muốn chuyên gia mắc tiền, nhưng mà không phải chúng tôi là người ứng cái tiền đó ra mướn. Nếu cái tai nạn đó mà chúng tôi thấy nó khả thi đó và làm được đó, thì sẵn sàng văn phòng chúng tôi mướn người chuyên gia. Và cái người chuyên gia đó họ lấy cái black box, tức là một cái hộp đen trong cái xe của mình. Bây giờ quý vị phải nhớ là tất cả những xe hơi mới của mình, cái xe nào cũng có black box đó. Nếu mình không có hình ảnh, mình không có video, mình có thể mình mướn một người kỹ sư, và cái người kỹ sư đó họ sẽ lấy cái black box của mình ra và họ sẽ cho chúng tôi biết là 30 giây trước khi cái tai nạn nó xảy ra thì cái người thân chủ của mình đó mà nói chuyện chúng tôi đó là cái bánh xe đó đi thẳng hay là bánh xe nó quẹo. Và cái nó đo được luôn nhá. Những cái data mà chuyên gia lấy về cho chúng tôi chẳng cho biết là lúc đó bên người mình có đạp thẳng hay không nữa. Đúng chiếc rồi. Xe cái steering nó bẻ tay lái cái phải qua bao nhiêu độ nữa. Thành ra những cái tinh vi chi tiết như vậy chúng ta
nó cãi nhau rất là chính xác, từ tới độ và tới cái vấn đề mà vị trí, cái độ quay tay lái cho tới đạp thắng xe, đạp nhanh hay đạp mạnh hay đạp cái lực, đúng rồi. Những cái đó trong những cái data này có thể nghiên cứu và truy ra. Thành ra những cái data đôi lúc đó đã giúp được giải quyết vấn đề. Đúng rồi, nhiều dân chủ chúng tôi nói là ủa sao văn phòng luật sư biết được hay thế? Dù họ nói là câu chuyện họ nghĩ như vậy, nhưng mà tới lúc mà chúng tôi lấy cái black box về đó, lấy cái hồ sơ mà cái hộp đen về coi đó, thì nó không phải xảy ra như vậy. Thân chủ quên nói là họ quẹo qua một bên trước khi tai nạn xảy đúng, ra. Tức là chúng ta cũng kiểm chứng ngay cả những người mình, thân chủ của mình, mình phải cũng kiểm chứng trước khi mình nhập cuộc vào một cái hồ sơ kiện tụng rất là tốn kém, mặc dù có thiệt hại rất là nặng. Thì và những cái người chuyên gia họ cho mình biết rằng cái này không thể được là tại vì người này nói là chạy thẳng, nhưng thực sự ngay khoảng bao nhiêu mấy đúng giây, 30 giây là 5 người giây. Này đã bẻ tay lái qua bên phải vân vân, và bẻ luôn cái tay lái mấy độ luôn như thế nào. Thành ra những trường hợp đó, vì những cái tin tức này vẫn có thể lọt qua bên phía đối phương và họ cũng có thể ra tòa để kiểm chứng chuyện đó hoặc là phai chuyện đó. Thành ra những hồ sơ đó ngay từ đầu mình có thể giải quyết hoặc là mình không có quyết định đi đến bước nữa để đỡ tốn kém và thời gian. Vậy là khi mà mình có cái black box nó có thể trả lời mình almost everything ở trong đó. Không có almost everything đâu. Tại nhưng vì mà phải biết cách dùng nó nữa. Lúc nào nó chẳng hạn như bây giờ một cái tai nạn nó xảy ra ở một cái ngã ba, hoặc là một xe vượt đèn đỏ, một xe đi đèn xanh, thì đâu ai chứng minh được là xe nào vượt đèn đỏ, vượt đèn xanh. Tại vì cái black box nó không nói được, nó chỉ nói được cái định vị của cái xe trước khi tai nạn xảy ra thôi. Đó là những cái mình nói được, nhưng mà nó dựa vào những cái nhân chứng khác, họ thấy chuyện gì xảy ra để mình minh xác qua cái hệ thống black box, hoặc là qua những người nó gọi là accident reconstructionist, họ tái tạo, tái cấu phối trí lại. Cái câu chuyện xảy ra như thế nào. Cho nên chúng tôi làm luật sư mà về những cái thương tai nạn mà trầm trọng hoặc là những cái tai nạn về xe cộ đó, chúng tôi chuyên môn xài những người mà gọi là professional expert, là chuyên gia đó. Cái đó là một trong những nghề coi như là cái chuyện lúc nào cũng xài, văn phòng đối phụ toán lúc nào cũng xài, quen rồi. Và có để họ trả lời, họ giúp mình. Đó là vấn đề về xe cộ. Vậy thì còn vấn đề thương tích thì sao? Ở trong họ nói họ đau. Có những người họ vô văn phòng của chúng ta, họ nói là tôi rất là đau. Mà họ đau như thế nào? Vâng. Vậy thì có vâng. Một cái người chuyên môn hay không? Vâng, có những cái đau mà không có thấy được. Chẳng như cái đau như là chúng ta gãy tay gãy chân chuyển dễ hiểu, vào là biết rồi. Nhưng mà có những người đau, họ đau do thần kinh gây ra. Hoặc những cái đau về tâm thần. Những cái đó cũng phải có những cái chuyên gia để họ nghiên cứu, họ biết nó bị ảnh hưởng như thế nào. Và từ đâu đưa đến những cái đó. Và họ có thể chứng minh được qua trong cái nghề chuyên môn của họ. Thành ra mình rất nhiều trường hợp. Kể cả chuyện mà tại sao để nói người này phải cần chữa trị cho chuyện đó. Mặc dù cái lực đụng nó không có đúng như vậy. Nhưng mà những người với những chuyên gia họ có thể giải thích được câu chuyện. Và giải thích có những cái căn cứ. Đặc biệt là những quý vị là trên tân thông, những quý vị bị diabetic. Chúng ta bị tiểu đường rất là nhiều. Khi bị tiểu đường đó, quý vị bị tai nạn đó, cái đau quý vị nó nặng hơn người bình thường. Nhưng mà ít người biết chuyện đó lắm. Nhưng mà tiểu đường phải tiêu đựng giai đoạn mấy nữa. Cho nên bởi vậy khi mà chúng tôi phỏng vấn thân chủ rất là quan trọng. Quý vị đi văn phòng luật sư nào, quý vị cũng phải cho người luật sư đó biết tường tận về tình trạng sức khỏe của mình. Tại vì sự gia trọng trước và sau cũng đúng, như tiền, những tiền sự từ bệnh án của mình và những cái hoạt động của mình. Và cho nên không phải là đụng mà cứ chảy máu đâu là vấn đề là mình được tiền gia trọng đâu. Mà quan trọng là cái thương tích mình trước đây bị cái gì và sau này có bị tăng lên hay không. Cảm ơn luật sư Đỗ Phủ và luật sư Anh Tuấn đã giải thích cho chúng tôi những cái vấn đề cần thiết trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Rất tiếc chúng tôi không còn thời gian để hầu chuyện quý vị lần nữa. Thì Ngọc Diệu xin hẹn quý vị lần sau cũng vào giờ này. Xin kính chào tạm biệt. Dạ, xin kính chào quý vị. Vâng, xin kính chào quý vị.